Xin chào mọi người, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về một công cụ mình đã thực hành gần nửa năm qua và cảm thấy những cái tác động tích cực của nó lên hiệu suất cũng như là tâm lý của bản thân. Daily Journal, dịch nôm là nhật ký ngày, đã đồng hành với mình vượt qua quãng thời gian có nhiều biến động trong tâm trí, giúp mình mạnh mẽ, tích cực hơn trong công việc và biết tận hưởng những niềm vui của cuộc sống ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng nhất. Mình có một công việc toàn thời gian, được trả lương, là đồng sáng lập của một startup 7 tuổi. Một công việc cũng toàn thời gian khác, nhưng không được trả lương, là mẹ của một em bé 3 tuổi. Vốn là người có nhiều ước mơ và say mê làm việc, nhưng đồng thời cũng tương đối nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Có không ít giai đoạn trong cuộc sống mình cảm thấy tâm lý của bản thân rơi vào trạng thái bất ổn. Đầu năm nay, em bé của mình bị nhiễm viêm phổi do virus phải nằm viện. Những đêm liên tục thiếu ngủ để chăm em bé cộng với áp lực công việc khiến cho mình cảm thấy rơi vào một hố sâu của cảm xúc. Từ thiếu ngủ do không được ngủ, mình chuyển sang trạng thái mất ngủ thường xuyên và rất mệt mỏi. Tình cờ trong quá trình lựa chọn các đầu sách để xuất bản ở Spider Room, mình đọc được bản thảo cuốn Intrinsic Motivation của Stephen Fogg và thực sự đồng cảm với rất nhiều vấn đề cũng như là những giải pháp được đưa ra trong cuốn sách. Một trong số đó là Daily Journal, thực hành viết hàng ngày để trò chuyện với chính mình. Ban đầu thì mình tặc lưỡi kiểu, nhật ký thì có gì mới mẻ đâu. Thế quái nào mà nó lại là một công cụ tuyệt vời, giúp ích cho hàng trăm nhà lãnh đạo mà ông Stephen Fogg đã từng huấn luyện được như vậy. Nhưng mà bất chấp những cái hoài nghi ban đầu, mình bắt tay vào thử Daily Journal. Và mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, khi mình thực sự cảm nhận được rằng Daily Journal đã giúp ích mình rất nhiều trong việc trở thành một con người dù chưa thể hoàn hảo nhưng đã mạnh mẽ, điềm tĩnh và bền bỉ hơn rất nhiều. Đó là lý do mình và đồng bọn ở Spider Room quyết tâm đem Intrinsic Motivation về Việt Nam với tên gọi là động lực nội tại. Và mình thật sự rất vui khi được chia sẻ những kinh nghiệm đó ở trong bài viết này. Daily Journal không chỉ là viết nhật ký. Mặc dù có thể dịch Daily Journal là viết nhật ký hàng ngày, tuy nhiên, journal khác với cả diary. Mình tin rất nhiều người bạn đang đọc bài viết này hồi bé cũng từng có những cuốn sổ bí mật giấu ở ngăn kéo tủ, viết lại tất tần tật những chuyện xảy ra trong ngày, rồi kể lể, than vãn ỉ ôi về những tâm sự tuổi ẩm ương, hoặc giấu kín cảm xúc xấu hổ với một ai đó. Từ góc nhìn của mình, nhật ký thì thiên nhiều về việc ghi chép lại những sự việc diễn ra, trong khi journal thì hướng tới việc ghi chép lại những cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng, và không nhất thiết phải đi theo mạch sự kiện. Đây là lúc mình hiểu rằng tại sao đôi khi chúng ta rời bỏ thói quen viết nhật ký khi đến tuổi trưởng thành. Chỉ đơn giản là vì việc kể lể lặp đi lặp lại những cái sự việc hàng ngày tới một thời điểm nhất định sẽ trở nên nhàm chán. Còn cảm xúc, suy nghĩ và ý tưởng thì luôn luôn thay đổi và tiến hóa theo sự trưởng thành của chúng ta. Nên cái việc viết journal hàng ngày không dễ bị nhàm chán chút nào, ít nhất là với cá nhân của mình. Bạn có thể thắc mắc rằng thế tại sao phải mất thời gian mà ngồi viết ra? Tôi chỉ cần ngồi yên tĩnh suy ngẫm thì có được không? Trong cuốn Động lực nội tại, Stephen Fogg đã lý giải điều này. Việc viết tạo ra những cái cấu trúc thần kinh mạnh mẽ hơn nhiều so với dòng suy nghĩ đơn thuần. Bộ nhớ ngắn hạn của chúng ta có hạn. Việc rút ra kiến thức hoàn chỉnh từ những suy nghĩ thoáng qua khó hơn rất nhiều so với việc rút ra từ một văn bản. Viết cũng có tác dụng điều tiết cảm xúc. Khi chúng ta buồn bã hoặc phấn khích, việc viết sẽ đưa cảm xúc trở lại trạng thái cân bằng. Và cuối cùng, viết lách đòi hỏi chúng ta phải sắp xếp và chỉnh sửa ý tưởng, từ đó rèn giũa cái kỹ năng tư duy của chúng ta. Tóm gọn lại, Daily Journal có thể được hiểu là một phương pháp viết ra những cái suy nghĩ, cảm xúc, chiêm nghiệm của bản thân trong một ngày, không bị bó buộc phải đi theo trình tự thời gian hay là sự kiện. Ai là những người sẽ phù hợp với cả Daily Journal? Mình nghĩ rằng Daily Journal về cơ bản là phù hợp và hữu ích với tất cả mọi người, vì nó là một thực hành nhằm phản tư và đào sâu bóc tách những cái tầng lớp suy nghĩ bên trong của bạn. Bạn không cần phải là một người giỏi viết lách, cũng chẳng cần có năng lực tạo ra những cái áng văn hay để bắt đầu Daily Journal. Vì Daily Journal đâu phải là văn chương, thậm chí vì đây là thứ bạn viết ra cho riêng mình, đừng quá câu nệ tới ngữ pháp, chính tả hay là bất kỳ thứ hình thức bên ngoài nào khác. Tuy nhiên, mình cũng tin rằng Daily Journal sẽ phù hợp với một số người hơn là một số người khác, tương tự với đó là mức độ hiệu quả của nó. Cụ thể, mình tin rằng Daily Journal sẽ thực sự hữu ích nếu đầu tiên, bạn là một người có xu hướng nhạy cảm,
nhiều suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai, bạn ngại giao tiếp với những người xung quanh, cảm thấy khó tìm được ai chút bầu tâm sự. Bạn gặp những vấn đề tâm lý, có nhiều cảm xúc bị dồn nén trong một thời gian dài. Bạn đang ở trong một giai đoạn cực kỳ căng thẳng và áp lực của học tập, công việc, gia đình và nhận thấy sức khỏe tinh thần của mình có dấu hiệu đi xuống. Bạn cảm thấy rằng bản thân cũng đang bị chững lại, chán nản vì cảm thấy thiếu niềm vui hay là động lực ở trong cuộc sống. Nếu bạn rơi vào một trong những tình huống như trên, mình khuyên bạn có thể thực hành Daily Journal sớm nhé. Bắt đầu viết Daily Journal như thế nào? Đầu tiên, bạn nên tạo ra một framework hay tạm gọi là một bộ khung câu hỏi để hàng ngày có thể nhanh chóng viết ra những suy nghĩ trong đầu mà không cần mất quá nhiều thời gian. Bạn có thể tự tạo ra bộ câu hỏi cho riêng mình, còn cá nhân mình thì chỉ tập trung vào 3 câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, điều gì khiến bản thân tôi vui nhất ngày hôm nay? Lý do mình đặt câu hỏi này đầu tiên vì bản thân mình là một con người có xu hướng trầm trọng hóa vấn đề. Và đã có một thời gian dài, mình có hay nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn tiêu cực. Thực tế là cho dù bản thân làm được khá nhiều việc tốt, hiệu quả, nhưng chỉ cần có một thứ mình làm không tốt thì mình sẽ luôn bị ám ảnh với điều đó và kéo theo là cả một ngày u ám. Về cá nhân mình, câu hỏi này có ý nghĩa tự nhắc nhở bản thân rằng mình cần phải tập trung vào những khía cạnh tích cực, biết thừa nhận những cái nỗ lực của bản thân một cách xứng đáng, thay vì luôn luôn chỉ tự giằng xé về những chuyện mà mình chưa làm tốt. Câu hỏi thứ hai, ngày hôm nay tôi gặp phải những khó khăn gì và cách giải quyết tôi có thể nghĩ ra là gì? Khó khăn đương nhiên là một phần của cuộc sống người lớn, kể cả trong công việc, gia đình hay là cá nhân. Mình chọn cách thừa nhận những khó khăn, những cái vấn đề mình đang chưa giải quyết được. Nhưng đồng thời với đó, mình cũng nỗ lực suy nghĩ về giải pháp. Bất kể giải pháp có chưa hoàn hảo tới mức nào, thì cũng có thể đưa ra và để tiếp tục suy nghĩ. Stephen Fogg chia sẻ rằng, khi bạn viết ra những vấn đề kèm theo giải pháp này, não bộ cũng sẽ hoạt động trong tiềm thức của nó để ngầm giúp bạn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề. Câu hỏi thứ ba, tôi biết ơn ai, cái gì trong ngày hôm nay? Thực hành lòng biết ơn là cách hiệu quả để củng cố tư duy hệ thống, nhìn ra những tầng nghĩa sâu hơn của những sự vật và sự kiện ở trong đời. Thường xuyên suy ngẫm về những điều bản thân cảm thấy biết ơn cũng làm giảm nguy cơ trầm cảm và lo âu, tăng sự nhiệt tình và lạc quan, cải thiện giấc ngủ, giảm huyết áp và nâng cao khả năng thiết lập các mối quan hệ sâu sắc. Theo John B. Arden, My Brain Gene Towards Psychotherapy Integration. Ngoài ra, tác giả Stephen Fogg còn gợi ý một số câu hỏi khác như là cảm xúc nào tôi thấy mạnh mẽ nhất trong ngày hôm nay? Hay là hôm nay tôi đã có những cuộc đối thoại nào quan trọng? Ở câu hỏi này, đôi khi câu trả lời của mình chỉ là hôm nay biết ơn vì được uống một cốc cà phê ngon do người thương pha, hoặc là biết ơn vì thời tiết dễ chịu quá. Thứ hai, hãy cố gắng tạo ra một thời điểm cố định trong ngày để ngồi xuống viết Daily Journal, dù không cần thiết phải dành cho nó quá nhiều thời gian. Mình nghĩ chỉ cần 10 đến 15 phút mỗi ngày là đủ để bạn quan sát và sâu chuỗi lại hết những cái cảm xúc, suy nghĩ hay là tâm trạng của một ngày dài. Nhưng cần đảm bảo khoảng thời gian đó bạn thực sự tập trung và được ngồi một mình ở một không gian yên tĩnh. Thậm chí là có những ngày vô cùng mệt mỏi hay quá khan hiếm thời gian, bạn sẽ thấy Daily Journal sẽ giúp bạn sạc lại năng lượng và đạt tới sự bình an trong tâm trí tốt như thế nào. Thứ ba, về mặt hình thức, bạn có thể viết ở bất kỳ đâu, như trong một cuốn sổ, mở một file doc online. Mình thì chọn tạo một page in Notion và ghi lại những suy nghĩ theo ngày. Định kỳ hàng ngày mình sẽ mở page đó ra để đối thoại với một con người khác ở bên trong mình. Những khó khăn trong quá trình thực hành Daily Journal. Mặc dù Daily Journal là một phương pháp cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện, tuy nhiên cũng có một số khó khăn khi thực hành mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là ở tần suất daily. Nếu bạn là người đã từng mua gói tập gym và từ bỏ sau một vài buổi, bạn sẽ hiểu được cái việc duy trì một thói quen khó khăn tới nhường nào. Thực tế là có những thời điểm mình không duy trì được tần suất viết hàng ngày vì sức khỏe không tốt hay là trong giai đoạn quá bận rộn như là chuyển nhà. Tuy nhiên, mình luôn coi trang Daily Journal là một người bạn. Bất cứ khi nào rảnh là mình lại tìm tới để gõ cửa người bạn đó. Ngoài ra, thời điểm đầu khi viết, mình bị một rào cản thành thật. Cảm giác như là viết ra những cái điều đó cho ai khác đọc chứ chẳng phải là mình. Nghe có vẻ kỳ cục,
Nhưng mà thực tế là không phải lúc nào bạn cũng có khả năng thành thật với chính những suy nghĩ trong đầu của mình đâu nhá. Hãy nỗ lực để thừa nhận hết những cảm xúc, suy nghĩ dù chúng tệ tới đâu, đồng thời trân trọng những cái ý tưởng mới. Bạn sẽ cảm nhận những sự thay đổi trong chính con người của mình thông qua thời gian. Và sau khoảng 5 tháng thực hành Daily Journal, mình đã nhìn thấy những cái chuyển biến tích cực của bản thân theo hướng chậm rãi nhưng mà chắc chắn. Vốn là một người nhạy cảm, đôi khi mình bị cảm xúc chen vào trong những thời điểm đưa ra quyết định và khiến cho sự việc có thể đi theo tình huống không thật sự tối ưu nhất. Thực hành Journal giúp cho mình review lại cái đống cảm xúc đó một lần nữa, bóc tách thật kỹ từng lớp hành, nguyên nhân tại sao mình lại có cảm giác đó. Khi mình đã hiểu rõ nguyên nhân của những cái cảm giác không tốt, mình dần dần học được cách kiểm soát tâm trạng tốt hơn và đưa ra những cái lời nói, hành động hợp lý hơn, đồng thời giảm cái tần suất của việc down mood. Bản thân mình cũng đã học được cái cách để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống nhiều hơn, vượt lên khỏi những hố sâu của cảm xúc. Ngoài ra, cái việc viết ra những vấn đề khó khăn cũng giúp cho mình tư duy về chúng một cách mạch lạc, logic và có hệ thống hơn, thay vì chìm đắm trong nỗi sợ mơ hồ vô định. Những gì là thứ mình có thể kiểm soát được? Những gì là thứ mình không thể kiểm soát? Mình có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ ai, nguồn lực nào? Mỗi lần rạch ròi những cái suy nghĩ theo hướng logic hơn trên trang viết, mình cảm nhận rằng lời nói và hành động ngoài đời thật của mình cũng phát triển theo cái hướng tương tự. Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến cho chúng ta đôi khi phớt lờ những cảm xúc của bản thân, hoặc là cố gắng chôn vùi nó, giả đò là mình thật mạnh mẽ. Nhưng sau một thời gian dài thực hành Daily Journal, mình nhận ra rằng cách xử lý vấn đề trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất là đối diện với nó, thẳng thắn mà thừa nhận nó. Nếu hôm nay bạn buồn, hãy viết ra nỗi buồn để thấu hiểu nó và tìm cách giải quyết. Nếu hôm nay bạn vui, hãy viết ra niềm vui để cảm thấy biết ơn những người hoặc sự kiện đã đem tới niềm vui ấy. Nếu hôm nay bạn căng thẳng, hãy viết ra những nguyên nhân tạo ra mối căng thẳng đó. Cảm xúc không bao giờ có lỗi và không nên bị chôn vùi hay là đè nén. Chúng chỉ cần được thừa nhận một cách thẳng thắn và thành thật bên trong mỗi chủ thể. Chỉ khi chỉ mặt đặt tên được chúng, ta mới dần dần đạt tới cái trạng thái trưởng thành về mặt cảm xúc. Bài đã dài, mình sẽ tạm dừng ở đây. Rất mong một chút kinh nghiệm ngắn ngủi của mình có thể tạo động lực cho các bạn thực hành Daily Journal để có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Nếu bạn quan tâm tới cuốn Động Lực Nội Tại để tìm hiểu thêm về Daily Journal và những công cụ khác giúp nâng cao hiệu suất công việc và cải thiện đời sống tinh thần, thì đừng quên ghé qua Nhà Nhện và áp cái mã giảm giá này nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!